xét về mặt ngoại hình đi thì là bạn Jenna là quá xinh, còn chị Trang thì quá lạ. Và Khoa có một lời khen nữa dành cho Jenna, đó chính là gần như bạn là thí sinh có giọng hát ổn định nhất trong chương trình. Tất cả đứng im ngồi im để tôi giải cứu chàng trai của tôi rồi. Tôi sẽ đến đây tôi giải cứu bạn. Tôi hơi cảm thấy bỡ ngỡ khi đứng cạnh một người mà tôi quen nhưng mà cảm giác hơi lạ thưa quý vị. Chính bản thân Thảo Trang cũng không nhận ra Thảo Trang ngày hôm nay. Chị ơi, động lực nào đã khiến cho chị biến đổi hình tượng một cách ngoạn mục như này? Jenna, em còn nhớ cái tập đầu tiên thì anh Huy Tuấn khi mà gửi gắm em về chị Trang á, là anh có bảo là một ngày nào đó là mong muốn cái sự dịu dàng của em sẽ lan tỏa đến chị Trang, và hôm nay em đã làm được ạ. Cảm ơn Jenna rất là nhiều, bạn đã giúp cho chúng tôi nhìn thấy một phiên bản khác của đội trưởng Thảo Trang. Và ngoài lời cảm ơn đó ra thì chúng tôi phải cảm ơn thêm Jenna Anh Vương một lần nữa. Vì tôi nghĩ rằng là nhờ mối lương duyên nào đó hoặc là một lời ngỏ lời nào đó, chúng tôi mới được gặp gỡ lại Soho top 4 của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 3, đúng không ạ? Soho ơi! Dạ. Sao bao nhiêu năm vẫn đẹp trai vậy? Dạ, tại thật ra thì từ lúc em đẹp trai là lúc mẹ bước ra khỏi chương trình Trời Sinh Một Cặp. Từ đó mẹ mới biết em đẹp trai ạ. Thế thì khi mà quay trở lại với Trời Sinh Một Cặp, ngoài sự đẹp trai ra thì bạn còn mang tới điều gì và bạn còn cảm thấy thế nào nữa? Lần đầu tiên cho Sơn Soho xin phép được chào tất cả các bạn đang xem chương trình và cũng như là ban giám khảo ạ. Thì thật ra thì khi mà Soho nhận được lời mời đến từ Jenna là một người em thì cũng khá là bất ngờ. Và nói cái này nó nhỏ cho chương trình thôi, thì mùa trước em nhớ là chị Ngụ Tạc có thi, dạ, hai chị em có gặp nhau thì chị Ngụ Tạc cũng nói là chị thấy em cũng có thi chương trình đó thì mấy giờ em comeback lại đi, em diễn cho chị một tiết mục thôi, chị vui thôi cũng được. Em cũng đồng ý nhưng mà chắc là một số lý do kỹ thuật trục trặc nên là chị em mình chưa có làm việc được với nhau. Dạ, dạ. Không, tôi cũng giải thích một chút là đúng thật là trong mùa Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6 thì tôi cũng có ngỏ lời Soho quay trở lại Trời Sinh Một Cặp với cương vị là một khách mời đồng hành với thí sinh Mù Tạt. Thế nhưng mà cái chặng đường của Mù Tạt nó không dài đến giống như Mù Tạt tưởng ấy Soho. Mình vẫn chưa có cơ hội để có thể hợp tác, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được gặp lại Soho. Và quan trọng hơn hết là đã có một phần hỗ trợ rap trong ca khúc này cực kỳ ngầu rồi. Cảm ơn Soho rất là nhiều. Và trước khi mà chia tay với Trời Sinh Một Cặp thì bạn có muốn gửi lời nhắn nhủ một lời chúc nào đến trên anh Phương và đội trưởng Thảo Trang của chúng tôi không? Chúc cho chị Trang cũng như là Jenna sẽ thật sự cố gắng. Và hãy nhớ là khi đến Trời Sinh Một Cặp thì hãy cháy hết mình. Cứ làm hết mình là sẽ có điểm cao. Yên tâm, chương trình là một chương trình công tâm nhất. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Soho và hy vọng là chúng tôi sẽ được gặp lại bạn ở trên sân khấu này với nhiều vai trò, nhiều sự trợ giúp hơn nữa nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công. Cảm ơn ạ. Vâng, ngày hôm nay thì với sự kết hợp này tôi vẫn để cho ban giám khảo chúng ta cái khoảng thời gian choáng ngợp trước. Và tôi muốn bổ sung rằng là ngoài Bùa Yêu ra thì đáng lý ra chị Thảo Trang và Jenna Anh Phương nên kết hợp thêm một ca khúc nữa, cũng là một ca khúc của chị Bích Phương ạ. Một cú lừa. Rõ ràng là tôi dẫn dắt quý vị khán giả trong một không gian vô cùng lãng mạn hoa như thế này. Tôi nghĩ rằng sẽ có một màn cầu hôn đến từ Soho dành cho một trong hai cô gái. Nhưng cuối cùng không có một màn cầu hôn nào cả và chỉ có sự giành giật thôi. Ý tưởng ca khúc này đến từ đâu ạ? Cái bài hát này thì là chị Trang chọn cho em. Còn ý tưởng là từ em. Nói chung là em cũng mất khá là nhiều thời gian để suy nghĩ là làm sao mà Bùa Yêu nhưng mà phải làm mới cái bài hát này. Mà thì em có nghĩ ra nhiều cái Bùa Yêu có thể là dùng những lời nói. Thì tự nhiên cái công lúc em nghĩ ra rằng là nếu như mà mình hóa thân thành những bông hoa thì là sao? Rồi cho cái chàng trai này đi lạc vào bông hoa đó. Và những cái bông hoa xinh đẹp này trông vẻ ngoài thì trông rất là trong sáng thánh thiện, nhưng mà thực chất là cũng có rất là nhiều chiêu trò. Vâng, nhưng mà dù như thế nào thì đây là một trong những ý tưởng táo bạo. Nó có thể không quá táo bạo với Jenna Anh Phương, nhưng mà táo bạo với người mà đang đứng cạnh chúng ta đây là chị Thảo Trang. Không biết là với anh Châu Đăng Khoa thì anh đánh giá về hình tượng như nào với hai ca sĩ của chúng tôi trong cái tiết mục Bùa Yêu này ạ? Thật sự luôn là cái xét về mặt ngoại hình đi thì là bạn Jenna là quá xinh, còn chị Trang thì quá lạ. Và Khoa có một lời khen nữa dành cho Jenna, đó chính là
gần như bạn là thí sinh có giọng hát ổn định nhất trong chương trình. Có nghĩa là Khoa đã nghe quá tới mục khác rồi, Khoa cảm thấy là giọng hát của bạn cũng rất là dễ nghe và bắt mic. Lâu nay em luôn một mình, đâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Mình nhìn thấy được cái sự tập trung của bạn trong cái tiết mục này, có nghĩa là bạn hát một cách nó rất là tự nhiên và thoải mái, nó không có bị lộ ra những cái điều lo lắng hay là cái sự cập rập trên sân khấu, mà có vẻ giống như là bạn đã bắt đầu quen với lại cái việc ca hát và biểu diễn trên sân khấu rồi, đúng không? Dạ đúng rồi, em sau 4 vòng thi thì em cũng bắt đầu quen dần rồi. Thật ra thì hôm nay em cũng lo lắm ạ. Tại vì cái thời gian vừa rồi thì em với chị Trang cũng như là Soho không có nhiều thời gian để tập cùng nhau. Là ngày hôm qua là bọn em mới ráp lại sân khấu với nhau thôi. Ngày hôm nay là thật sự là lúc nãy là có quên bài, mọi người có quên bài. Nhưng mà trước khi lên sân khấu thì chị Trang có nói với em là thôi tới đâu thì tới, cứ tự nhiên là được. Là việc lựa chọn một huấn luyện viên mà chạy show nhiều quá, hot quá thì nó cũng có cái mặt mà tích cực và cái mặt chưa tích cực lắm. Mà tích cực là chị luôn update những cái gì mới mẻ nhất và sẽ chia sẻ với bạn được thật là nhiều những cái kinh nghiệm trình diễn mà chị đã chinh chiến từ rất là lâu rồi. Cái mặt khác của cái vấn đề này đó chính là chị sẽ ít có thời gian dành cho bạn hơn và bạn phải trở nên chủ động hơn ở trong chính cái chương trình này cũng như trong chính cái phần thi này của mình. Thì dù sao thì chị Trang cũng chỉ là người có thể là support cho bạn thôi, bạn vẫn phải là người chủ động để cho, chuẩn bị cho những cái tiết mục. Và Khoa là khá là thích cái tiết mục này. Vậy anh Đỗ Hiếu, tiết mục này đã làm anh u mê chưa ạ? Đủ u mê chưa ạ? Tiết mục này thì về độ u mê thì có u mê rồi, nhưng mà ấn tượng hơn nữa là không biết làm sao bạn có thể dụ dỗ được chị Trang mặc đồ này xong rồi. Một lần nữa chị có thể quay một vòng cho tất cả mọi người cùng xem hình tượng của chị ngày hôm nay. Trời ơi, bao lâu chị không mặc đầm vậy chị? Chị cũng có mặc đầm nhiều mà, nhưng mà bánh bèo cỡ này thì ít lắm. Thì em biết là chị là một cái sự hy sinh của chị, tại vì chị không bao giờ bánh bèo. Để ép chị bánh bèo được thì chị phải chắc là phải thương thí sinh lắm thì chị mới rũ bỏ cái hình tượng của mình. Và với bài hát này thì thật sự là chị hát rất là ít, hát rất là nhỏ và chị nhường hết phần tỏa sáng cho bạn. Nhưng mà cái bài này thì vô tình lại rất là hợp giọng bạn. Mình nghĩ là nếu mà bạn có một sự đầu tư nhất định về nghề nghiệp hoặc là có một cái ekip nào đó hỗ trợ bạn, một cái chiến lược truyền thông nào đó, thì mình nghĩ là trong tương lai bạn sẽ theo được nghề ca sĩ và sẽ trở thành một ngôi sao giải trí. Em cảm ơn anh ạ. Nghe như là một lời mời của Đỗ Hiếu nhỉ. Bởi vì em thấy là Trời Sinh Một Cặp thì rất là mát tay, bởi vì năm nào cũng có những cái nghệ sĩ đi theo nghiệp ca hát, thì không biết là năm nay nó có rớt vô bạn hay không. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn hy vọng rằng là một ngày nào đó chúng ta sẽ chính thức gọi Jenna Anh Phương trở thành ca sĩ, đúng không nào? Anh Huy Tuấn ơi, từng đánh giá Jenna Anh Phương là một thí sinh có rất là nhiều màu sắc và có thể làm nhiều hơn ở trong vùng an toàn. Thì tính đến nay anh nghĩ rằng là cô đã vượt được bao nhiêu phần trăm trong cái vùng an toàn của mình rồi ạ? Tôi nghĩ là cô vượt được nhiều ấy. Trước tiên ấy là không biết là cách nào mà biến Thảo Trang xấu lạ bây giờ thành đẹp quen. Một sự thay đổi quá là bất ngờ. Quan trọng hơn là Thảo Trang rất là khéo khi chọn cái bài hát này. Nó vừa vặn với giọng hát của anh Phương. Dàn dựng trên sân khấu nó cũng rất là hấp dẫn, dễ theo dõi và dễ hiểu. Những cái trang trí ở đây nó là một gì đó rất giản dị nhưng nó thực sự là hiệu quả cho cái bài hát đó. Và cách bạn chia câu rồi là diễn cùng với Soho cũng vậy, nó đâu đó nó u mê mê, nó rất là mộng mị. Dám chắc sẽ yêu em đến dài lâu, nhưng em đây chắc nhất khi em chỉ nói vài câu. Tao học sao lần lần anh không nhận ra ai. Em chỉ có 102 đúng nhận sai cả. Rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là tiết mục tốt nhất của anh Phương cho đến thời điểm này, chắc chắn là như vậy. Bây giờ việc của chúng ta đó chính là lắng nghe số điểm đến từ bộ đôi giám khảo khách mời. Xin mời giám khảo Đỗ Hiếu. Tiết mục này anh sẽ đánh giá bao nhiêu điểm đây ạ? Tôi nghĩ là bạn rất là may mắn khi mà chọn cho mình được một cô giáo giống như là cô Thảo Trang. Và tiết mục này mình dành cho bạn 10 điểm. 10 điểm
30 điểm là số điểm đến từ giám khảo Đỗ Hiếu. Không biết là lần này thì anh Châu Đăng Khoa có thần giao cách cảm hay lại có một số điểm cạnh tranh hay như thế nào với số điểm của anh Đỗ Hiếu đây? Tại vì là Khoa muốn trừ cho đội mình một khoảng để mà có thể cố gắng hơn nữa. Vì vậy nên là số điểm mà Khoa dành cho hai chị em sẽ là... 9,75. 9,75 xin được chúc mừng đội trưởng Thảo Trao và thí sinh Jenna Anh Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn mọi người ạ.